Chúc cộng đoàn thật nhiều niềm vui và bình an trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Sài Gòn đã đến Việt Nam Quốc tự thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trong bầu khí chân tình, hữu nghị, Đức Tổng Giám mục Giuse đã gửi lời chúc mừng đến Trưởng lão Hòa thượng, Chư tôn đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng ni, Phật tử nhân dịp đại lễ Vơ Sắc. Ngài nhận định, đại lễ Vơ Sắc có tầm ảnh hưởng rất lớn đến thế giới và Việt Nam. Sau 2 năm đại dịch nay, cuộc sống đã trở lại gần như bình thường, thể hiện nơi quan cảnh nô nức, hân hoan chuẩn bị mừng đại lễ Vơ Sắc tại các chùa, đường phố. Đức Tổng cũng đã nhận định, trong biến cố đại dịch vừa qua, sự cộng tác liên đới của các tôn giáo nói chung, cách riêng của Giáo hội Phật giáo và Giáo hội Công giáo đã làm nên sức mạnh to lớn, mang lại sự trợ giúp hữu ích cho xã hội, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật. Cầu mong sự hòa hợp, liên đới, những giá trị tinh thần của các tôn giáo góp phần mang đến cho con người an vui hạnh phúc. Con cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho con trong những video tiếp theo bằng cách bấm đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại quý cộng đoàn ở những video sắp tới.